Xin chào quý bà con. Nếu bà con đang gặp tình trạng đó là vườn cây của mình, cây đang bị vàng lá, bộ rễ của mình không hấp thụ được chất dinh dưỡng. Mình đã chăm sóc và dưỡng rất là nhiều rồi, nhưng cây của mình không lớn. Đặc biệt là trong quá trình ra hoa đậu trái thì năng suất nó rất là kém. Thì mình hãy suy nghĩ lại giùm em là mình đã chăm sóc đúng chưa? Và mình sử dụng đúng hợp lý những cái sản phẩm bổ trợ cho cây chưa? Thì hôm nay em sẽ giới thiệu cho các bác một số mẹo cũng như một số sản phẩm hỗ trợ đặc biệt trong quá trình phát triển cái thân cây. Nếu mà cái cây đó còi cọc hoặc là cành cây đó nó ốm yếu thì không thể nào mà nâng đỡ và bảo vệ được trái của mình, đúng không ạ? Thì hôm nay hãy theo dõi cái clip sau đây thì bên em sẽ hướng dẫn cho mình cách làm sao để cây của mình phải phát triển toàn diện và tốt nhất. Dạ, để khắc phục được cái tình trạng em vừa nêu trên thì mình có thể sử dụng qua phân bón hữu cơ cao cấp của bên em, đó chính là Hero Mỹ. Thì sản phẩm này được sản xuất theo công nghệ nghệ của Mỹ á, nên là cung cấp được rất là nhiều chất hữu cơ. Không những thế còn cung cấp thêm đạm nè, lân và kali, ngoài ra bổ sung thêm trên 10 chủng vi sinh có lợi cho cây trồng. Thì đối với Hero Mỹ á, ngoài khả năng là phục hồi cây nè, chống thối rễ này, kích rễ này, thì cái việc giải độc cho đất cũng như là nâng cao độ pH cho đất rất là hữu hiệu. Thì như em nói đó, là nếu mà cây của mình còi cọc á, thì riêng đối với Hero Mỹ mình sử dụng sau một tuần sẽ nhìn thấy sự khác biệt đối với cái vòng của cây. Khi mà trước khi mình sử dụng cái Hero Mỹ này, mình có thể lấy cái dây á, lúc dây mình đo xung quanh đường kính của dây là bao nhiêu, thì sau một tuần là có sự cải thiện đã đáng kể và nhìn thấy rõ rệt luôn đấy ạ. Thì ngoài ra Hero Mỹ còn giúp mình làm oai mục phân bò. Thì đối với Hero Mỹ thì có dạng dung dịch là màu nâu nhạt, thì chất này là dạng chất lỏng cho nên rất dễ hòa tan và cây hấp thụ hoàn toàn là tuyệt đối. Yeah. Thì khi mình sử dụng á, thì mình pha dùng em là từ 40 cho tới 50ml cho một bình 25 lít. Hoặc là đối với can này á, là 5 lít thì mình có thể pha cho từ 3.000 cho tới 4.000 lít nước. Mình có thể tưới gốc hoặc là phun trực tiếp lên thân, lên lá, lên trái. Dạ, thì mình sử dụng sản phẩm này từ lúc trồng tới lúc thu hoạch đều có thể sử dụng được và sẽ mang lại hiệu quả tốt nhất cho cây trồng. Thì mình cứ lưu ý giùm em là cứ cách từ 7 tới 10 ngày là mình sẽ sử dụng một lần giùm em ha. Thì để hỗ trợ hoặc là cần hướng dẫn gì về vấn đề tưới phân cho cây để cây phát triển thì bà con cứ liên hệ trực tiếp hotline bên dưới nhé.